Ra đi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Phúc Bang. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn cũng biết là hôm vừa rồi thì Phúc và em Xính và Hòa Thảo có lên xem bẫy. Thì đến bây giờ hôm nay thì hai cái bắp đùi vẫn đau, và xuống khi xuống cầu thang hay bước lên cầu thang thì vẫn bị trùng hai cái bắp chân. Tuy nhiên thì hôm nay Phúc lên thì Phúc thì vẫn còn đau, còn chưa đi lại rất là khó. Để thì Phúc lên tìm xin em Xính trên nhà có cái lá thuốc quý. Thì lên đây thì đã thấy Xính và vợ Xính và em Hòa Thảo đã trồng sắp hết một đám nương rồi. Xin chào cả nhà nhá. Thế hôm đi rừng về không đau chân hả em? Khỏe thế nhỉ? Anh đau hết cả hai cái bắp chân này. Anh bị thế là bị tật rồi. Đấy, đấy. May là trời sắp nắng sắp mưa là bị đau đấy. À thế à? Ui ôi thế. Kiểu em đi quen đấy. Anh chưa quen thì anh phải bị thôi. Đây. À, ngô lai đấy nhỉ? Đúng rồi. À, cái này thì... Năm này giống đắt lắm. À, một cân bao nhiêu tiền? Một cân của nó là 190.000. 190.000, đắt thế nhỉ? Em mua cả ruộng thế nữa. À, thế là hết ruộng. Đúng rồi, 2 triệu tiền giống. Chưa cày à? Chưa. Ờ, nhưng mà cái này trồng sớm. Cái này hết là mai mới cày. À, ngày mai cày à? Mình từ từ làm. Ờ. Cái này ẩm thế là lên nhanh thế nhỉ? Ô, em bé dậy rồi. Đâu, bác chỉnh cho cái mũ nào. Kéo được mũ nghiêng hết rồi. Ồ, chắc là xem máy bay của bác à? Vừa xem máy bay của bác à? Đấy. À, có mâm sữa không? Bác có sữa trên này này. Mâm nhá. Rồi, bác đi lấy sữa cho mâm. Đó phải, hay là thả xuống. Thả xuống là ướt quá nhỉ? Để tí nữa thôi nhỉ? Không mầm đâu nhỉ, này nó hút rơi lắm. À thế à, ờ thế thì để tí đi. Ờ để tí đi. Thế để tí đi, không nó lát nữa ướt hết đi. Ôi cái hốc, có hốc lại 4 viên à? 4 hạt à? Hạt bé. À. Có hạt là nó bị hỏng quá. Ui. Chỗ này là tốt đấy nhỉ, chỗ này là kiểu trâu ở đây này. Đúng rồi. Chúng một trâu nó đẹp lắm. Ờ. Có nước tại của nó có hốc bốn cho 2 hạt thôi, 2 hạt nó mới bắp to. 2 hạt, 3 hạt. Đấy, hạt. Đấy. Vợ Xính là chế từ cái can này để thành cái túi này. Cái túi này là không rơi được nhỉ. Đeo đấy luôn. Cái này không cần cày à em? Đoạn dưới này này. Nó dốc quá không cày được. À. Lộn máy đấy nhỉ. Trên kia còn vóc lụng. À, Hòa cây hay là Xính cây? Chỗ này này. Anh em cây. À dạ, Xính cũng cây được á? Cũng cây được mà. À dạ. Anh chưa thấy à? Chưa. Xem video đi. À dạ. Thế à? Em cây thật à? Ừ. Ôi dồi. Hôm nào phải xem trực tiếp em cây cơ. Thấy bản lĩnh thật sự là Xính đâu. À. Xính rất là giỏi đi. Đi. Các bác ở trên... trên kênh bảo là Xính đi giỏi quá. Mình quên là mình là người rừng mà. À người rừng. Em từ xưa trẻ con là lúc là 3-4 năm tuổi là vốn dĩ là ở đây à. À là ở đây luôn rồi á? Ờ ở đây rồi. À, đây. Lúc em bé bé. Úi nó lại nghịch. Này đi. Nó ngửi thôi, nó không ăn đâu. Gà có ra đến tận đây không nhỉ em nhỉ? Em nhốt hết rồi. À. Ồ, phải nhốt đấy nhỉ? Nhốt hết rồi không là nó ra nó nhịp. À. Có cái cuốc giống như cuốc của em làm dễ hơn nhỉ? Cuốc bổ ấy. Hết cuốc là dùng cái này à. À. Cuốc này của em anh thì làm dễ. À, thế không lấp vào à? Tí nữa cho phân trâu vào đó. À, đè lên nó à? Vâng. Sao không cho phân vào trước? Cho đè lên nó cũng được à. À. Thì là đến mọc lên nó ăn luôn à? Đúng rồi. À thế là hai lần đấy nhỉ? Đúng rồi. Chỗ cái cỏ kia không gãy đi á, xong đến lúc nó tốt quá đấy. Mình nó dẫm thì mình phải nhổ luôn. À. À nó chết rồi. À.
Nếu trồng hết là mua hết 2 triệu tiền giống cả. Thế là giống chẳng biết đắt thật. 10 gói. Em mua 2 cân giống lúa. À. Chẳng biết làm gì. 2 cân giống lúa ở bên kia. À. Thế năm nay ăn Tết ở trên lán chứ? Chẳng biết được. Không nắm rõ được ha. Thì mong rằng cho nó đến Tết sớm. Mình thì chả biết gì luôn. Còn 2 tuần nữa. Năm ngoái là ở lán thôi gì? Năm ngoái có về dưới kia mà, về Thác Hương. À, về Thác Hương nhỉ? Thác Hương cho các củ xong là mình lên. À. Chỗ này đất tốt nhỉ. Đấy. Đấy, em bé cũng đi. Nó nó cứ nó cưới nhau ấy. Ở đây. Về nghịch ngô à? Thế này thì ngu gãy hết. Nếu lúc mà nó đang mầm ấy nhỉ? Có khi phải xích lại đấy. Phải xích chứ. Không nó đùa nhau ấy. Nó về là cái môn thể thao thi đua đấy thì đúng không? Hết phim. Trước cái con to to của em này, nó về làm thế ngu gãy hết đấy. Cả cây ngô to đùng nó đâm gãy hết. Thế cái loại mầm mầm kìa. Ô thế chỗ bên kia là vẫn trồng chứ? Chỗ này này. Chỗ đất không này này. Có hả? Nhưng mà chưa cày được đúng không? Không cần cày đâu. Không cần cày đâu gì? Chưa cày đấy nên là tối hết. À tức là mình cuốc lên vào đi gì? Sao không ăn Tết xong là trồng nhỉ? Đây mình trồng sớm không? Anh sợ lạnh quá ấy. Không lạnh đâu. Nhưng mà hạn hán là nó mình trồng xong là nó đến lúc ăn Tết xong là nó mưa vụ nữa là nó được mưa là nó nên rồi. À. Đấy. Thế Hòa có đau không? Đau chân không? Không. Anh bây giờ đau hai cái bắp này. Có anh đang đi lần đầu tiên anh đi tính thôi. À. Hôm nào lại đi một lần nữa nhỉ? Trước Tết chứ nhỉ? Để tính xem sắp xếp lịch nữa. Sợ trồng ngô xong rồi lên đi còn gì nữa lại sắp xếp lịch. Trồng ngô xong là đi chuyến nữa. Xong là thu bấy về chứ nhỉ? Không cần thu đâu mà, kẻ nó ở đấy không được. Thế thì đến sau Tết nó sẽ thối hết à? Họ ăn Tết thì mình cứ đi xem bấy về ăn Tết chuột. Được. Họ vào xong rồi, mày nhiều chuột thế. Tao đi suốt đấy. Trong đấy nhiều mà. Tiếc nhỉ, hôm đấy hai được hai con kia nữa thì nhiều đấy nhỉ. Tôi muốn một con bị ăn hai con. Chắc thằng kia phải lề lưới ở đấy rồi. Bây giờ á? Thế sau phải lên sớm ấy. Chắc mày cái ngủ xem nào, mày hết rồi mày đi. Thế là hết được bao nhiêu cân rồi? Hôm nay mở bao nhiêu gói rồi? Hết là 3 cân rồi. 3 cân à? 3 gói nhỉ? Thế em còn hàng 7 gói nữa. Nhiều đấy. Đấy, phần cho luôn là lấp luôn nhỉ. Cái này có sẵn đây cho luôn. Chỗ này thì tốt đấy nhỉ. Chỗ này trồng hết là đúng là nhiều ngô thật. Cái chỗ phát kia có phải của mình không? Cái chỗ này. Thế thì nhiều lắm. Phải nói là khỏe thật anh ấy. Bây giờ đau hết hai cái bắp đùi này, cứ nếu đây bây giờ nếu mà xuống dốc là anh đi đau. Quen thôi mà. Còn sau nó có khỏi không nhỉ? Khỏi mà. Khỏi. Khỏi xong lần sau đi là nó không đau nữa đâu đúng không? Anh lấy cái cao bảy hổ bôi vào. Anh còn không bôi cái gì luôn. Thế thì đau hết giờ đúng không? Anh phải lấy cao bảy hổ cái bóp vào. Hôm đấy xít nữa trượt quả đấy, may còn không sao là tốt lắm rồi đấy. Cái quả cái ghê đấy, em mới nói mai thằng Hòa bảo cái quả kia mày đá đấy. Đấy. Mất Tết đấy. Đấy. Mất Tết thật đấy, đùa đâu. Còn đấy là xuống là anh cái tưởng tượng. Cái quả Hòa này cấp cứu. Rơi hô đá. Mr. Hòa. Rơi hô đá chết rồi đấy. Mr. Hòa hôm đấy về còn bảo là còn về nhanh hơn hôm mình xuống nữa kia nữa mà. Có người chờ từ 22 giờ đến 4 giờ chiều à? Vâng. Bạn kia tốt đấy nhỉ. Không như anh là anh chạy rồi đấy.
Thì mình bảo nó xuống đón mà. Lúc đầu cũng bảo sắp về rồi nhưng mà vẫn chưa đi đến. Sắp đến. Nên ra là mình còn chờ khoảng 1-2 tiếng nữa chứ, bảo là một sắp đến rồi mà cứ từ 12 giờ đến 4 giờ thì về là có khi đánh nhau đấy. Đánh đâu. Về vẫn cực cười thôi. Nè. Cái hốc này vẫn vào được mà, cái hốc này có hốc đào núi thôi gì. Cái này chắc đào băng quá. Đào gì? Đào núi. Núi à? Ờ. Bây giờ có không? Không, nó vừa đồng, có cái không? Thế á, có không? Có. À đây à? Được luôn. À. Tiết canh dúi luôn chứ. Đèn. Đèn quá không ra ăn. Đèn. Ăn dúi đèn. Thật á? Thật. Anh thấy ăn dúi ngon mà. Ngon nhưng mà đen lắm. À. Mình chơi rồi. Nó đen như thế nào? Mình làm công việc cứ không thành công. Thế á? Bị đau. À. Bị đau với cả là không thành công gì. Thế thế hôm qua hôm kia có ăn dúi xong lên lên bắt không? Lên xem bẫy này. Thế đấy là việc đen đuổi bạn thân của mình đấy. Không phải ăn dúi đâu gì. Không phải không? Anh mà rơi xuống dưới đấy thì đúng là bị đau thì. Khênh về nhỉ. Họ không biết thì họ còn bỏ là hai thằng này rủ anh đi. Ừ. Ném núi đá rồi, ném trên gót đá rồi. Đấy thì ngã xuống không à? Quả đấy mà tuột nha. Đường lọc rồi đấy. Đường lọc. Không đi, không nên đi giày. Lần sau nếu mà anh có đi, anh phải đi giày, đi ủng tổ không? Ong, dết tổ ong không? Tổ ong, ừ. Tổ, một là tổ ong, hai là đi ủng. Cái dết tổ ong, dết tổ ong vẫn bị đau, đau chân. Cái chân mà. Ừ. À. Lấy cái tết dết tổ ong mà cái gót cao cao dày này là cũng không nên đâu nhá. À. Lại rất dễ trượt. À, có loại ngã đấy. Đấy kinh nghiệm. Thế thế là có loại mỏng mỏng như hòa này là ăn thua nhỉ? Loại 15.000 này này. Ờ 15.000 đây. Như của hòa thì cũng nên dùng. Đây em đi rách hết rồi, em vẫn còn giữ này. Giá nó sắc quá, nó chọc. Ờ đúng rồi. Lại chân lại xước nhỉ. Mua cái loại em thường xuyên đi kìa. À. Thế là đấy là chuẩn nhất. Đá chọc không thử. À dạ, làm kiểu này là thẳng hàng phết đấy nhá nhỉ. Vâng, mình phải để ý hố này với hố kia chứ. À. Để mình cân cho nó gần bằng như nhau mà. À. Trên nhà Hòa có nhiều đất trồng ngô này không? Ít. Ít á? Của phần của em ít mà. À. Mấy gói? Ba gói thôi. Ba gói, ba cân. Úi, ba gói thì nhiều đấy chứ. Ít mà. Ba cân. Nương của em là nương dốc, ừ. Còn dốc hơn đây cơ. Ừ. Nó gần như dưới này. 4 cân mà. Ừ. Gần như dưới này này. À. Dốc lắm. Dốc thì làm khó hơn nhưng mà không đá đâu gì, vẫn đất thôi gì. Có lần đá mà. Ồ, không không có đất như thế này à? Nó có cái loại đá kiểu như đá tai mèo nó to to ấy. À à. Thế hòa là đá nhiều. Ừ. À cái này thì lát nữa mới lấp phân lên, một lần phân. Sau này có vun không hả Xính? Có chứ. Vun đợt 1, đợt 2 chứ nhỉ? Đúng rồi. Không vun không được ăn, phải bón phân cho nó phân đạm nữa mà nhỉ? Đúng rồi. Hôm qua vừa, đang ở trong trường vừa lên. À. Bón nó mua được phân ấy. À. Nó là hết tiền rồi. À. Cái, nhưng mà em cho nhiều quá, cho mỗi hốc khoảng 3 hạt hay là 2 hạt thôi. Cái hạt thì không nên dùng ấy. À. Hạt cứ bị hỏng ấy. À thì mình cứ cho vào thôi gì. Nhà sản xuất nó sản xuất ra cái quả ngô kia. Cái đầu kia là nó té không, nó để một đống. Thế à. Là nó té hết cái đi cái này nó vù hết vào nhau. À nó trộn. Đấy. Mới một cân là chắc nó bốc tầm khoảng một nắm này thả vào. Ừ. Thế là mình lọc ra cái quả ngô là nó bị lép rồi. Ừ. Nó bị đúng nó đấy. Bị cái máy, cái mắt. Cái bút của nó đen rồi. Cái mắt của nó. Cái mắt của nó đen rồi. Ừ. Thế là cái hạt đấy hỏng. À đây thì em cho 4 hạt đấy đúng không? Cái hạt này bé bé tí trên đầu thì hạt này có sẽ khả năng là nó sẽ không mọc. Ừ. Hoặc là nó mọc nó cũng không nên. Ừ, phải nó phải mầy mầy cái hạt kia kìa. Đấy ừ. Phải như này này nhỉ. Như hạt này là tản được rồi. Ờ nó nhúng thuốc à nhỉ? Đúng rồi. À. Không biết tí. Biết tí. Không
không bằng cái đầu đuôi đúa thì nên cái gì? Nó còn không có hạt rồi kìa, không có mắt kìa. Chắc cái hạt ngu này nó chuyển đi vùng cao, cái hạt to chuyển đi hết vùng cao rồi. Năm ngoái là lúc anh lên thì thấy cái chỗ này khô khô rồi đấy, đây là cái đợt đấy trồng trước Tết hay sau Tết nhỉ? Năm ngoái. Cái đợt mà chỗ này bị khô hết rồi này. Trồng trước Tết. Trồng trước Tết à? Ồ, thế nó còn vẫn như thế nhỉ? Này căng quá nhỉ? Đấy. Trời phân vào luôn à? Không có người làm rồi, mình khác làm rồi, mình làm dần đúng không? Bác chào con. Bắt lên làm con chim bay thấy hết rồi đấy nhỉ? Thấy rồi. Tại bắt cho chim sắt bay lên thì mới giật mình hay sao ấy? Không thì vẫn ngủ đấy. Ngủ đúng giờ rồi. Lạnh thế này là trâu giết chưa thả đâu nhỉ em nhỉ? Trâu thả đi rồi. Ui, thả sớm thế á? Ui, lạnh thế, thả muộn một tí. Chỗ này không lạnh đâu mà. Lạnh nhưng mà con trâu nó da dày lắm, không sao đâu. Trâu da dày. Bò thì yếu hơn nhỉ? Đúng rồi. Trâu khỏe hơn. Pa, pa. Lúc nào nó mọc cái là ra nhổ cỏ được rồi, vun được rồi. Thế là cày chỗ này thì dốc, thế là nguy hiểm phết đấy, nhà máy quay ấy. Vay lăn xuống rừng. Có phải hai người cày không? Một người giữ đầu chứ, không kéo nó chứ. Không cần giữ luôn mà. Mà đường dốc này là mình cày là mình chuyển, mình cày từ dưới này lên thôi. Xong mình lại lùi. Chứ không phải ngang này được. Còn mình cày ngang là nó lộn. Cứ nó chỉ phay được một bên thôi. Đúng rồi. Mà còn sợ nó lăn nữa chứ. Nó bốc đầu đấy. Không mà lái nó bốc đầu hay phát kìa. Ghê nhỉ, thế mà Xính vẫn chơi được quả máy cày đấy. Tay lái kìa, không phải tay lái của nó này. Tay lái của máy nhỏ hơn. Lắp vào à? Tay của nó gãy rồi. Đầu nó sao làm gãy? Dung dung nó gãy. Thế là anh lấy cái tay máy cày không phải của nó, thế là nó yếu à? Nó bốc đầu. Nó ngắn nó không nên nó lái máy. Cái đầu của em là đầu 8 ký à? Hay là 13? Đầu 8 rồi. Đầu 8. Loại 13 to lắm. Nhìn cái loại đầu 8 rồi. Công năng sản xuất thế này thôi. Mình không kéo. Kéo cái gì đâu. Không kéo gì thì tám là được. Nhưng mà đi kéo chở tức là loại 13 kia mới kéo được. Nhưng mà cái máy của em rất là đặc biệt, kiểu khác là nó như máy nổ. Nó không cần giật đâu. Thế á? Đề à? Đề phát lên á? Cũng làm như đề. Mà quay nhẹ, rất nhẹ. Đề thế này một phát là lát nữa có lên được không? Được. Có bác cao tuổi, từ ngoài 50 tuổi, dùng được hết. Thế là... Xin quảng cáo cho các bác xem. Các bác nào có nhu cầu mua thì hỏi Xính. Xính tư vấn thôi. Tư vấn cho. 50 tuổi vẫn chơi được gì? 50 tuổi vẫn dùng được thoải mái. Máy gì mà lại xịn thế nhỉ? Số thì tự động là quen rồi. Số tự động. Cái máy này nó giật là phải chỉ có người trẻ thôi, có sức khỏe thôi. Nhưng mà cái máy của em này thì lại không cần có sức khỏe. Chỉ cần quay nhẹ là được. Đúng rồi. Quay nhẹ là được. Mất chiều dưới để tìm về. Có chiều dưới thôi là được cái con này á? Mất chiều dưới là được cái cụ tự động này. Cụ tự động này. Còn không tính cái khung máy đâu gì? Cái khung máy không tính đâu. Chứ là tính củ đề đấy. Củ nổ đấy. Cứ có máy là được. Chỉ có củ kia là được. Chứ
quảng cáo cho các bác. Các bác nhiều tuổi không phải lo lắng đâu. Thế là lo lắng là giật máy. Buổi sáng đây lạnh như thế này làm sao mà giật được? Đúng rồi. Có giật được thì nó cũng phải mất vài vòng. Giật được thì cũng phải mất, chứ phải tốt một hôm. Đấy, thì nó mới nóng dầu lên đấy. Thế nên là đây là chỉ bí mật quảng cáo cho những bác cao tuổi. Không phải lo lắng về cái máy móc này. Như trẻ như Hòa chắc là phải cho giật trẻ nhiều. Trẻ như Hòa thoải mái đi, không phải ở nhà không phải xem cái đoạn video này. Em giật bằng dây hết mà, bằng dây chặt mà. Dây chặt đây, ba cuốn vào vòng đúng không? Nhưng mà máy bé thôi, máy hoa máy bé thôi, máy to này là không được. Máy to mà, máy 13 kia. Đầu 8 mà, màu xanh đấy. Màu xanh là to à? Còn màu đỏ là nhỏ à? Không cần phải tham khảo cái này đâu. Phải giật nó nổ lắm. Nó rét này. Có cái nó khó nổ, có cái nó là dễ nổ. Ôi, ngồi xuống đau chân quá. Phải đi xoa bóp. Xoa bóp mát xa. Mát xa sau nà. Mát xa mà. Đi dốc quá. Ủa, Hòa lại bỏ dép ra rồi à? Phải có ủng như kiểu xính nhà, làm cái này phải có ủng. Hôm qua đi như thế này bị cây trồng ở đây rồi. Thùng xăm à? Thùng xăm luôn. Mua dép đi, vẫn chưa có tiền đúng không? Chưa. Tiền vẫn chưa có. Làm kênh vẫn chưa có tiền, chưa mua quyết định, chưa mua dép. Chưa mua xạ lốp chứ nhỉ? Trong người không có nghìn nào thì nó mua được. Trong nghìn còn... trong người còn 3.000. thùng 3.000 ấy chắc để lọc từ lâu lắm rồi. 3.000 là hôm nào mua cái bật lửa cái kem bút là xong rồi. Thế là vẫn xính vẫn chưa cai được cho à? Xính chưa cả. Trên này may mà có em hút thì ít người nó lên nó không được hút đây. Còn không có lửa đấy. Như hôm em, như hôm anh ở xuống dưới này, thằng hai thằng nó hai anh em nó không lên đấy. Anh còn không có lửa đâu mà định chạy lên đây đấy thì nó lại lên. Ui cẩn thận trúng chân. Biết là nó hút nó ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng mà kiểu mình nghĩ nhiều quá không có tiền hay nghiện quá thì không có tiền. Nghiện quá rồi phải đang phải hút. Suy nghĩ. Suy nghĩ đồng tiền. Sao lại đang phải hút? Đào nông thôi. Đào sâu quá là nó. Nó bị úng à? Nó vào đất vàng ấy. Nó không nên nữa. Nó phải chỉ đất đen thôi nhỉ? Toàn đất đen anh phải cày sâu vào xong rồi nó mới thành đen hết. Cái sâu chỗ này sao cày được? Cày được đâu. Chỗ này chỉ cần trừ khi là nếu mà xính làm bậc thang, ruộng bậc thang ấy nhé. Như ruộng ấy kìa. Cái này phải lấy được một cái máy trực thăng này thôi. Cái máy trực thăng cứ chạy nó cày thôi. Trực thăng bay lên trên á? Xong là mình cày. Cả nó bay ngả nghiêng thì nó cứ cày được. Chỉ tưởng tượng rất phong phú. Chỉ có ước mơ được nhìn thấy. Cho nó cày bằng trực thăng. Có khi lại còn tối nay lại nằm mơ tiếp đấy. Giống như kiểu mơ thấy rồng đấy. Nằm mơ thấy rồng. Hôm qua làm mơ bảo là chết rồi. Lại chết rồi. Chết mà vẫn nằm mơ được. Làm mơ bảo chết rồi. Bảo có một cái cầu to quá, cầu cái thế thả mất đoạn hết. Thả mất cái bè, mất đoạn bè thế. Còn bỏ ra cái lấy miếng này, miếng thật tấn thả nhà nghỉ chứ. Nhà hàng ăn chứ. Thế là đi chơi thế, thế làm mất, đứt mất một miếng bè rồi thế là. Thế là tuột mất cả móc chốt các kiểu đứt hết sao. Thế à? Trèo lên đến nửa dốc cao lên cái cây kia khoảng 50 mét. Rơi xuống. Thế là nó đứt rơi cả cái tấn, cả cái đoạn cầu xuống. Thế là bỏ ra
bọn này hy sinh ở đây rồi. Ồ, thế lúc đấy có gào không? Có kêu không? Không kêu một tiếng nào, chấp nhận thôi. Chấp nhận. Sợ kêu là có khi vợ còn phát hiện ra là đang đạp vợ dãy mà. Thế là tỉnh ra vẫn còn nằm trên giường là được. Chưa chết. Thế là chỉ là giấc mơ thôi. Chỉ là giấc mơ. Giấc mơ của Xính toàn là giấc mơ nguy hiểm. Nào là rồng đánh nhau với này cắn rắn cắn. Sắp đến Tết rồi mà. Cứ mơ lung tung cả. Đấy là dấu hiệu của được sự ăn thịt nhiều ấy. Phải đó. Mơ thấy rồng xanh là điều tốt mà. Đấy. Chẳng biết lành hay dữ mình chưa hiểu. Quan niệm của Á Đông là rồng là tốt. Không phải Á Đông đâu, rồng là nói. Viết tay nắm bắt. Viết tay thì nó lại như thằng hoạt. Kiểu nó đi đến đâu thì rồng nó, thì rồng ở phương Tây nó đi đến đâu thì nó hay phun lửa ấy. Đấy là đọc trên Google nhé. Tự nhiên mình nghiên cứu à? Không phải đâu. Đây là quan niệm. Không có tác dụng với mình đâu. Vẫn xuống đến tận dưới này à? Chỗ này là măng mọc rồi đấy, chỗ này này. Đến sau Tết là mọc măng đấy nhỉ? Lúc này vừa có hai con mía trẻ đến tìm măng. À đây. Một lúc sau quay trở lại ngay. À. Tìm không được củ nào, giao tìm. Lại quay lại ngay à? Ừ. Và sau không mang cuốc. Mệt quá. Mệt quá. Đi đường mệt quá. Không mang rau ấy, mỗi một cái túi thế nào. Thế là chắc quay về. Trong vòng 30 phút là quay về ngay. Không có mang ăn à? Ừ. Không bỏ lần sau đó, để lần sau đó mang cuốc về ra. Quay về tìm kiếm thế. Ờ. Mang nó ở sâu mà anh. Ờ. Bây giờ nó đang ở sâu. Nhưng mà sao họ vẫn đào được nhỉ? Được mà. Anh chưa đi thấy thì anh dừng thế thôi. À thế à, mọc à? Anh thấy trên kia là anh đau đầu luôn. Sao? Đào nhiều quá. Cao như thế này, xuống dưới đất. Nó còn mạnh hơn cả vun ngô mà anh. Thế á? Vun ngô là gì bằng thế? Như kiểu cái máy cuốc sới ra ấy. Đào lung nhum nhum hết à? Trên rừng kia không có một cái hạt cỏ nào đâu. Bây giờ anh nhìn thấy cái rừng xanh như thế thôi. Tí chiều đi tham quan một tí nữa. Ở dưới này có không này, dưới này nhiều thấy cây măng lắm này à? À cây gì à? Cây tre à, cây gì à? Vầu ấy. Có đấy. Không nói em cần đi tìm đây cần nhặt à. Tao được 2 củ. À, thế là được bữa rồi. À được, bây giờ là làm một lớp nữa đúng không? Đấy. Đó là để anh nhặt cho. À không cần à. Đấy. Đào lên luôn. Ok. À, đôi dép này là vẫn chờ đến Tết đấy nhỉ? Em còn phải mang về nhà mà. Đổi kem à? Mang về nhà là kỷ niệm. Kỷ niệm. 2 tháng rồi đúng không? À. 2 tháng rồi à? 2 tháng rồi. À. Đây, cái túi này hay phết đấy nhỉ? Mang à? Ấy không cào ra nó chả có à nhỉ? Phòng thức phòng chỉ kia thôi, nó có phòng cái không? Phòng chỉ kia thôi à? Ủa hết tảng đấy. Có cái kia. Bây giờ là bón phân lên gì? Hay là để chiều? Bây giờ luôn. Bây giờ luôn à? Lột thó rồi. Không như cho tới một ngàn. Thế thì vẫn chưa hết 3 gói đâu gì? Đã hết 2 gói rưỡi thôi nhỉ?
chắc còn gói thôi. Còn gói à? Cái em bằng gói à? Ờ, mất phải cào bên trên kia nữa. Nhỉ. Ôi, rơi rồi. Đây là giờ những hạt này. Để chứng minh rằng nó có mọc tốt không? Ừ, mọc chứ. Cái hạt ngô này rất điệu nhé. Hạt ngô này chỉ có dưới chân và trên đầu. Thế cái hạt ở giữa đi đâu đi rồi nhỉ? Hạt ở giữa nó bị nó ăn hết rồi. Thế viên ở dưới thì chắc bị nó ăn hết rồi, lấy cho cái bón gái rồi. Nó bán hết rồi, họ bán cho lận. Ngồi nghỉ thôi. Nhờ. Nghỉ lúc đó. Nghỉ lúc. À, kia là trộn phân lâm thao đấy à? Đúng rồi. Anh thấy như tiểu do, tưởng là do. Sao ngô nó lại thích ăn đây nhỉ? Đấy. Ờ, mì chính nhỉ. Cái hạt hạt là mì chính gì? Còn cái phân đen đen, phân bò đấy là lấy à, phân trâu đấy là gọi là muối nhỉ? Đúng à, mì chính. Đấy, bây giờ mới bỏ những cái phân này lấp lên. À, cho hạt bí nữa à? À, đấy, thế là vừa trồng. Cái lau bí này là ở cái chỗ, nếu mà mình đặt ở cái chỗ trộn phân này tốt lắm nhá. Ờ. Đấy, trộn vào là lúc được ăn cả ngô, ăn cả bí đấy nhỉ. Cái gói bên kia là dưa à? Đấy. Cả bí cả dưa nhá các bác nhá. Đấy, cả ngô nữa. Có phải đơn giản đâu. À, à, thế là con này như con sói à, nó như con sói này này, như con sói này à, lần sau nó không sủa nữa. Quay được nhiều chưa? Quay đi. Là xung quanh ta làm ra để xong này nghỉ Tết đúng không? Từ từ thôi nhá. Đấy. Đã tỉnh rồi, chim sắt đã làm cho em bé tỉnh dậy. Lạnh. Đấy. Hôm nay là phải mẹ phải cõng. Ô, thế là bây giờ là một người phải trông à hay là em cõng? Em cõng á? Mỗi người cõng một tí mà. Hết cả. Đấy. Mắm mắm chữa, mắm mắm chữa. Ôi giời đúng rồi, một chút chút, một chút chút. Nghỉ đâu? Không nghỉ đâu, một tí đây, một tí xong là ấy đây, một chữa xong là để bố làm đây nhé. Lại cóng cóng vào nhé. Họ đang xì xào ở trên rừng kia, đào măng. Đào măng à? Đào măng Tết đấy nhỉ? Hôm nay bảo có một biển đuổi mảnh lắm trên rừng ấy. Biển đuổi mảnh? Đông cực kỳ. À đi à? Nhưng mà có không? Nó cuốc sâu lắm. Ừ. Cao bằng đầu gối anh đi nhìn thấy còn đau đầu. Trời ơi. Bây giờ anh đi ngập hết giày của anh. Thế á? Ờ. Nó không phải là mỏng mỏng đâu. À. Đào nó lập xong lại lập tiết. À. Lập xong lại lập tiết. À để à biết rồi, lấy măng để đi bán đường ấy. Tết. Chỗ cái 14 này. Đội mạnh lắm à? Ờ. Đây trên này rất là nhiều măng nha các bác nhá. Đây nó đang xì rào trên vườn măng kìa. Đấy, đằng sau nhà xính này.
Nó xì xào ở nguồn nước của em kia. Có tiếng thật. Nó cái khu kia lật thế sạch. Không còn một cái núm cỏ gì nào đâu mà. Trên rừng đấy lá cây còn bị lật hết. Lớp hết, thối rửa hết rồi. Bây giờ chỉ có nhìn thấy đất đỏ rồi. Thế này thì là như kiểu rúi đào ấy nhỉ? Còn mạnh hơn rúi đào ấy. Hỏi ông nọ hòa vừa đi về, vừa đi một chuyến này. Có được không? Có được không? Không. Chẳng qua mình đi mình rình rình họ đào thừa chỗ nào mình rình rình, nhưng mà chỗ nào có mang mình xem lấy được mấy củi. Tức là nó đào, đào cái nhỏ nhỏ thôi đúng không? Đường bữa vẫn lấy đường bữa. Tí trưa mình đi đào bữa ăn. Thôi, đào khó như thế người ta trả lấy cái dễ người ta đào hết rồi. Em đào là được. Biết kiểu anh đào là chắc chắn nhiều ngày không được củ nào. Thế họ đi cả ngày chỉ có giỏi nhất là một thằng được 2 cân, 3 cân, 1 cân thế thôi mà. Xong nó đào nó gom lại 2 ngày này nó mới đi bán một lần. Nó không phải đào một đường một ngày đâu nhỉ. Thế thì được cân măng đi bán có phải dễ đâu. Không dễ đâu. Bán một cân có 40.000. 40.000 nhỉ? 40.000 thì một ngày được 2 cân không? Thế? Cái thằng giỏi thì đào được củ to thì tầm khoảng 3-4 củ to bóp tay này. Là có, là được nhỉ? Gần 1 cân. Còn không đào được là cũng chỉ đi xem rừng thôi. Và thằng đào giỏi đấy. Ôi, giỏi thằng kia. Nó định làm đổ đấy. Cửa hố này mày. Cửa hố. Bố láo đấy. Nó láo đấy, không phải bố nó láo đâu. Nó láo. Sắp tới chắc cho nó mỗi người một sợi dây xích. Đấy. Bây giờ là cho phân lên. Một bốc bằng tay chứ. Không đeo găng tay vào. Đây là nghề của em à. Không cần đeo găng tay. Già đấy. Em còn thích bóc cái phần nó vừa ỉa ra. Vừa ỉa ra đây. Nói gần đó. Nói điều. Thật mà. Đùa đâu. Về rửa kiểu gì nó mới sạch nữa. Thì mình phải rửa xà phòng các kiểu nữa chứ. Nhưng mà người ăn cơm cứ nghĩ đến thì sao? Không. Nghĩ đến đâu. Sao? Không sao. Chỗ thằng Hoàng này còn nó còn bóc cứ lần đấy. Ui. Không phải là cái này đâu. Nó lấy xô mang cứ lần đi. Nó có cái phân lợn nó ải ấy. Nó mà sới khô ấy. Ở trên chỗ Hòa nhá, bọn nó lấy cái xô cái nhá, sáng sớm trời đang sáng bọn nó đã vác 2 xô đi tít tới ruộng rồi. Người dân tộc Hán là sáng sớm là nó làm sớm lắm. Cứ một hốc là đủ nhỉ. Người là một bốc à? Đấy, trộn không phân không lân thì đừng có trồng ngô nhỉ. Nó không tốt. Trồng không được ăn đâu mà. Trồng nhưng mà quả to bằng đầu gà đâu mà. Đầu gà. Quả to bằng đầu gà, bắp to bằng đầu gà nhỉ. Thế là bây giờ là cứ giải xong thế này xong là không lấp luôn được à? Lấp chứ. Lấy chân mình lấp luôn. Không. Hả? Vướng à? Không có, cứ hải một thì có. Hả? Đấy. Đấy, thế lại lấp một lần. Thế 3 công đoạn à? Đúng rồi. lại xả phân để bón nương ấy. Đeo bìm không? Hỗ trợ đi. Ôi giời ơi. Vẫn cá chén con gà một tổ chén lúng khó nhở thế cho mà tua. Mặt có vẻ vẫn còn tỉnh bơ nhỉ. Thằng này no. Không nên dùng rồi thằng này. Ôi nó cẩn thận ngã đấy. Tay nó ấy.
Mày còn đòi đi làm nương nữa chứ. Bố nó là sợ hơn em đấy. Mang đi rửa luôn rồi. Sợ cư luôn à? Sợ quá nhỉ. Lo cái coi hả? Đi thay à? Đấy. Lo cái coi hả? Nó thế thì phải có nước ấm nhá, ấm rửa đít nó trong không thì là lạnh đấy. Ấm. Đi về nhà đi. Đi. Đang ai cho đồng quét. À, tức à, chưa muốn về à? Hôm nào tổ chức nó mời cả em mà. Nó bảo thế. Đấy. Thế thì làm 3 lần đấy nhỉ? Một lần cuốc này, cho ngô vào này, xong là một lần bón phân. Xong mới lấp. Xong một lần vun nữa, 2 lần vun nữa mới được ăn. Một lần vun à? Ừ. Một lần vun cho ấy thức ăn thôi nhỉ, cho phân đạm vào. Mì chính ấy nhỉ? Đúng rồi. Cho mì chính vào. Cho mì chính cho nó ăn. Đấy, Hòa cũng làm nhanh đấy, Hòa là làm siêu ấy nhá nhỉ. Đối với Hòa thì quen rồi. À. Nhà nông mà. Ừ, bốc phân. Caramel đi bốc phân. Caramel. Chuyện quê kiêm bình luận đấy chứ. Hai tháng ở đây là kết quả là được một đôi dép, một dép mòn đúng không? Sang năm lại mình phải đến 2024 là có vụ ngô này rồi. Kỷ niệm rồi. Thảo Dư Hòa. Thế thì cũng phải từ từ chứ. Ừ. Hà Giang Vlog à? Thảo Hà Giang Vlog. À, Hòa Hà Giang Vlog. Đấy, còn một kênh nữa. Ghê chưa? À, để Hòa có đôi dép lành nhỉ. Yeah. Dạo này chưa thấy anh Đồng Hải quay lại nhỉ. Quay lại sao? Quay lại gì à? Về chắc về dưới nhà không? À. Từ hôm đi cũng chưa gọi à, chú chưa gọi về à? Ôi. Hôm ở Thái Lan anh gọi cho anh đấy. Có mà, gọi Zalo ấy. Bảo bên đấy đang đi chuẩn bị đi chuyển giới. Con làm con trai mệt quá rồi. Làm nửa trai nửa gái. Anh thử tí không? Không. Cái trải nghiệm à? tay anh to bốc là nhiều đấy. Ủa, chỗ này... Hết rồi. Chỗ này lấp rồi nhỉ? Ừ. Bên này còn không nhỉ? Bên này còn. Đi theo hàng chứ nó mới không sót. Ừ. Cả quầy tới này thì bốc thì không sợ bị cái nan nó đâm vào tay. Ừ. Ngày xưa anh cũng bốc đấy chứ không phải không bốc đâu. Đan kia dính. Ừ. Đấy. Ừ. Nó chọc vào ngón tay luôn. Ngón tay thì nó vào cái móng tay à. Này mới là đau. Đau sờ cau. Nhớ đời luôn đấy. Ôi ngày xưa anh bốc suốt. Ôn lại kỷ niệm. Về Tết này về anh cũng vẫn bốc chứ có phải không bốc đâu. Tết về anh vẫn làm mà. Nhà nông. Hả? Cũng trồng ngô mà. Nhưng mà bây giờ cũng đang trồng trước Tết rồi này.
trồng ruộng thì trồng trước Tết, còn không biết trồng trên nương là sau Tết hay sao ấy. Bởi vì phải trồng ngô sớm trước để làm ruộng ấy, kịp làm ruộng ấy. Nhà Hòa làm ruộng không? Có nhưng mà ở trên cho em là làm vào hè rồi. Ừ, hè đấy. Thì nhưng mà vẫn bây giờ phải trồng ngô lên chứ. Có mà. Đấy. Nhưng mà qua Tết ở trên cho em ấy trồng. Ừ. Trồng sớm là trên kia là không được ăn, lạnh. Lạnh nó không mọc. Đấy. Là mình phải đi dặm lại 2-3 lần là coi như là có nhà nó trồng sớm quá. Nếu mà qua Tết nó còn lạnh nữa là coi như là phải đi trồng mới luôn. Nó không mọc. Phần này rất là khô nhỉ, vừa đủ ẩm đấy, không phải quá khô. Thế là sau Tết em cũng phải trồng ngô xong em mới về xuống đây tiếp chứ? Vâng, em phải về về cày đó. Ừ. Em có máy cày à? Nhà có mà. Cày xong trồng ngô xong mới xuống thôi. Thế thì phải hết tháng Tết đi. Đúng rồi. Đấy không, bây giờ vợ, một mình vợ trên đấy là đón con với lại đưa con đi học là mất buổi rồi. Nhà. Không làm gì được mấy. Chết kia nó trồng ngô nó nhanh mà. Ừ. Nhà em là không có trồng phân này. À, cho phần cái hạt phân kia vào à? Cho lớp phân thao này. Dốc vào luôn. Nhưng mà đất trên này đất tốt. Bình thường không có tốt mấy đâu. Thế lúc trước anh Đồng Hải ở đây thì hai anh em ngủ chỗ nào? Ngủ chỗ bây giờ đang ngủ dưới đây. À. Hòa ngủ giữa nhà. Anh Đồng Hải thì mới làm cái quả giường kia thôi chứ đúng không? Trước hai chú cho. Làm quả phòng VIP. Quả phòng VIP. Lát nữa review phòng VIP của anh Đồng Hải được không? Được. Bây giờ thằng chỗ nhốt thỏ rồi. Thế á? Chú Hải mày nhìn thấy là tức đấy. Thằng chỗ nhốt thỏ. Được. Bây giờ em vừa nhập thêm thỏ à? Ừ. Thế á? Lấy được con thỏ mới về nhốt vào. Ừ. Rào hết nhốt thỏ. À. Không thỏ kia mà tuột ra là chó săn luôn. Có một con thôi à? Sao không mua cả đôi? Cả đôi chứ. Tháng 2 nữa là có cả đôi rồi. À nó đang chửa. Ừ. Thế lúc đấy thì chú và lại với lại chị đấy lên rồi thì lại chuyển à? Ừ. Chuyển chú khác. Chuyển ra chuồng nhỉ. Cái con chim kia nhá, ăn ngô mạnh lắm. Thế à? Kêu ẻo 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 kìa. Ừ. Nhưng mà bẫy có được không? Nó ăn ngô là bẫy được mà. À. Mấy năm trước em cái ngô dưới ruộng này. À. Nó lại ăn mảnh. Nó đào hết à? Không phải đâu. Nó lại ăn luôn quả ấy. Quả? Nó ăn quả luôn. Ồ, thế à, lúc nào lên thành quả rồi gì? Ừ. À. Chuẩn bị chín là nó ăn luôn. À. Chứ thì ăn nó ăn ngô á, mình dễ bẫy nó lắm. À.
À thế là bấy bằng ngô. Đúng rồi. Chả biết nó sợ nó không dám lại ăn ngô mình. Ừ. Ô lại không cống nữa. Vợ lại cống luôn. Vợ khác cống. À.